Liên quan đến ca mắc COVID-19 trú tại đường Ít Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, ngay trong trưa nay, quận Sơn Trà đã thần tốc truy vết xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 1.500 trường hợp liên quan tại khu vực cảng cá Thọ Quang. Cụ thể, trong đợt này, khoảng 1.500 người được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm toàn bộ người lao động, tiểu thương và nhân viên làm việc tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, lực lượng công an bảo vệ, dân phòng, bộ đội biên phòng trên địa bàn phường Thọ Quang. Theo đó, lực lượng y tế của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu 10 người trên một nhóm. Quy trình xét nghiệm được thực hiện khẩn trương, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng tại địa phương cũng phối hợp để hướng dẫn người xét nghiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước và trong khi xét nghiệm để đảm bảo quy trình được diễn ra thuận lợi, an toàn. Sau khi có các kết quả xét nghiệm của ca bệnh tại 38 Ít Kiêu, ca bệnh này đi chợ, đi ca trên bán cá tại cảng cá Thọ Quang, do vậy để kịp thời mà truy vết, kịp thời xử lý chống bệnh thì quận Sơn Trà tổ chức triển khai xét nghiệm để sàng lọc các đối tượng tại cảng cá ao thuyền trưa nay. Theo lãnh đạo quận Sơn Trà, liên quan đến ca bệnh này, địa phương đã nhanh chóng phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống và phân bổ lực lượng giám sát chặt chẽ. Đồng thời, tính đến trưa ngày hôm nay, 18 tháng 7, địa phương đã truy vết được 7 trường hợp F1 và 3 trường hợp F2 cho cách ly kịp thời. Kết quả xét nghiệm tại khu vực cảng cá Thọ Quang sẽ có trong ngày hôm nay hoặc sáng mai.